Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Trong bản tin thời sự cuối ngày, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lực lượng công an phát huy tinh thần chủ động để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, ghi nhận tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm, anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cũng trong sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên trung, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự vàng truyền thống đã có nhiều tấm gương liệt sĩ, thương binh công an nhân dân trở thành biểu tượng cao đẹp sống mãi với thời gian. Với lẽ sống, khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Khi Tổ quốc cần, ta biết sống hy sinh, đã, đang và sẽ tiếp nối trong các thế hệ công an nhân dân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân cũng luôn sẵn sàng hy sinh, giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp đến, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, với lực lượng công an nhân dân nói riêng, nguyện phấn đấu đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Cùng dự với đoàn còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ lực lượng Công an Nhân dân, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an các tỉnh, thành phố. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hoa dâng hương,
bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia chiến thắng, nơi ghi danh hơn 14.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Dâng hương tại tượng đài Bắc Hồ, tượng đài Cố Bộ trưởng Phạm Hùng. Địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng trên là niềm tự hào của lực lượng Công an Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, đoàn dâng hoa dâng hương tại bia di tích Tiểu ban Bảo vệ Chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị thuộc Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam thời kỳ năm 1969 đến năm 1975, được xem là chốt tiền tiêu bảo vệ vòng ngoài căn cứ cách mạng của Trung ương Cục Miền Nam cùng các cơ quan ban ngành của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Cùng ngày, đoàn đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam. Trước đó, đoàn cũng đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82 và Nghĩa trang Liệt sĩ Ban Trung ương Cục Miền Nam. Chuỗi hoạt động ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an thể hiện lòng tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Vào tối ngày hôm nay tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Giữ chọn lời thề, nối những dòng sông nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh. Cùng dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ lực lượng Công an Nhân dân, lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an các tỉnh, thành phố và 400 đoàn viên thanh niên, công an các đơn vị địa phương, 400 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh, hàng trăm đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tỉnh Tây Ninh về dự chương trình. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chương trình Giữ chọn lời thề, nối những dòng sông năm nay được tổ chức đúng vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 là lời tri ân, tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, không màng tính mạng bản thân, chi viện cho chiến trường miền Nam, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mở đầu chương trình, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Các anh hùng liệt sĩ cùng nhiều thế hệ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã dâng hiến trí tuệ, sức lực vì nền độc lập và sự thịnh vượng của nước nhà, và đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu vừa đi xa, để lại cho nhân dân ta niềm thương tiếc vô hạn. Trong văn hóa Việt Nam, mỗi dòng sông chảy qua từng vùng đất luôn được xem là cái nôi văn hóa, là mạch nguồn sản sinh ra những con người anh hùng mang theo hoài bão, khát khao cho hòa bình của dân tộc. Và chương trình Giữ chọn lời thề nối những dòng sông đã khắc họa lại những dấu mốc lịch sử và những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng đặc biệt quan trọng của lực lượng an ninh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua hình ảnh các dòng sông chảy qua nhiều vùng đất từ Bắc vào Nam. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào chiều ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà gia đình chính sách và các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đoàn đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đoàn đã đến thăm gia đình cố đại tá Phan Văn Điền, bí danh Mười Thương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,
thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ánh, có con là liệt sĩ công an nhân dân. Tại những nơi đến thăm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao tặng những phần quà của Bộ Công an đến các gia đình chính sách. Bộ trưởng khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng công an luôn biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tấm gương sáng để những thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân học tập noi theo. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn các gia đình chính sách động viên, giáo dục con cháu tự hào về truyền thống của lực lượng công an nhân dân, tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh. Trước đó vào sáng ngày hôm nay, đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo quyết định triển khai kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2024 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ các nội dung được kiểm tra, phối hợp tích cực, hiệu quả với đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ tỉnh ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Thượng tướng Lương Tam Quang đã nêu ra một số lưu ý, hạn chế và yêu cầu Ban Thường vụ có các giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới gắn với đặc điểm tỉnh Tây Ninh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lương Tam Quang và đưa ra các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Thưa quý vị, công tác đền ơn đáp nghĩa thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Xem đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm sâu sắc của lực lượng công an, tiếp nối đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bởi vậy, những hoạt động tri ân cụ thể, thiết thực, những việc làm ý nghĩa không chỉ được tổ chức vào mỗi dịp 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ, mà đã xuyên suốt duy trì trong cuộc sống hàng ngày. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 91 thương bệnh binh nặng, hạng 1/4. Hơn 40 năm gắn bó ở trung tâm này, đối với các thương bệnh binh như ông Phạm Hồng Tư, những buổi gặp gỡ, thăm hỏi ân cần như thế này của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đã trở nên rất gắn bó, thân thuộc. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an, các cái thế hệ trong nhiều năm qua đã về động viên, để tặng quà cũng như là giúp đỡ anh em thương binh. Chúng tôi rất là vui và mỗi lần về trong đó là cái niềm vui, là cái phấn khởi động viên anh em chúng tôi. Rất là cảm động khi được Bộ Công an đến thăm và tặng quà cho chúng tôi là thương binh nặng ở trung tâm. Tôi ở đây gần 50 năm rồi và nói chung là rất cảm ơn Bộ Công an và tất cả cán bộ công nhân viên. Bác Tô Lâm với Bộ Công an thì Tết với 27 tháng 7 là thường xuyên về tặng quà, động viên về tinh thần, về vật chất, coi như là người nhà của Bộ trưởng đấy, với như của Bộ Công an đấy. Chúng tôi phấn khởi lắm, ai cũng phấn khởi. Người thân, đó là cách mà các thương bệnh binh vẫn gọi và cảm nhận về tình cảm của lãnh đạo Bộ Công an, các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân sau mỗi lần gặp gỡ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công, gia đình chính sách được lực lượng công an lan tỏa. Hành trình tri ân không chỉ được thắp lên mỗi dịp tháng 7 mà đã trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên. Xuyên suốt trong cái thời gian vừa qua thì Đảng ủy và lãnh đạo của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, chúng tôi luôn luôn là quan tâm và rất chú trọng đến cái công tác về đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các cái hoạt động thường xuyên, liên tục và nhiều cái hoạt động
rất là thiết thực, có ý nghĩa và tác động trực tiếp đến tình cảm, tâm tư cán bộ chiến sĩ, nhằm phát huy cái truyền thống tốt đẹp này, tổ chức các buổi gặp mặt đối với lại thân nhân gia đình liệt sĩ để là tri ân và cũng là để động viên các đồng chí, và cũng bên cạnh đó cũng khơi dậy đề nghị các đồng chí là phát huy cái truyền thống tốt đẹp của gia đình để là đóng góp tốt hơn nữa vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng tất cả những cái tình cảm, tấm lòng của thanh niên, của thế hệ trẻ thì chúng tôi cũng đã tham gia vào những cái hoạt động gắn liền với cả cuộc sống, rất nhiều các cái hoạt động thiết thực, góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng trên mặt trận bảo đảm an ninh trật tự, máu của những người chiến sĩ công an vẫn đổ để giữ cuộc sống được bình yên. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng công an nhân dân đã có 61 liệt sĩ anh dũng hy sinh, 228 đồng chí thương binh, nhiều thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng đứng trong hàng ngũ lực lượng công an. Sự động viên, quan tâm của đồng chí, đồng đội tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên để các cán bộ chiến sĩ viết tiếp truyền thống của gia đình, trở thành những người chiến sĩ công an, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là địa bàn có nhiều đường hẻm ngõ nhỏ thông ra các đường lớn, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã từng là một địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an phường và sự hiệp đồng hỗ trợ hết sức hiệu quả của nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Khu dân cư Đức Lợi 10, phường Thuận Phước. Ngày hôm nay, lực lượng công an phường đi kiểm tra một số camera an ninh trong mô hình cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh. Bởi từ những chiếc camera này, lực lượng công an phường đã phát hiện truy vết nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, những chiếc camera này đều được tận dụng từ các camera của các hộ gia đình. Lực lượng công an phường đã vận động hỗ trợ họ tham gia mô hình cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh, điều chỉnh các camera của gia đình để giám sát các diễn biến tại nơi mình sinh sống. Tận dụng các camera đó, giám sát trong từng khu vực, từng kiệt hẻm nó không có một điểm mù này. Tất cả các loại đối tượng khi đi vào ở trong cái khu vực của mình thì là đều bị các camera này ghi hình lại. Và đồng thời qua cái lắp camera này thì trong các hộ gia đình nó cũng xem được lòng trên cái app của mình là cái camera đó trong cái việc là hoạt động trong cái khu nhà mình ở thì các loại đối tượng việc ra vô đi lại như thế nào thì các gia đình đều là có thể biết được cái đó. Và cái app này cũng chia sẻ cho đồng chí cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm quản lý theo dõi tất cả những cái khu vực cái kẻ trong cái địa bàn mình đang quản lý đó, và khi có những cái tình huống khi cần thiết liên quan tới các vụ việc hay có công người hay cần có hoạt động gì của các cơ quan nghiệp vụ từ công an thành phố, từ công an quận hay có liên quan tới hoạt động cần gì để tìm kiếm thì là cái cảnh sát sẽ vào đây và sẽ liên thông truy bắt tất cả các camera trên cái địa bàn khu vực do đồng chí đó quản lý. Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 cụm camera được triển khai trên địa bàn phường Thuận Phước, và lực lượng công an phường đang tiếp tục vận động triển khai mô hình này một cách rộng rãi hơn nữa. Cấp ủy chi bộ là một cái, thứ hai là các cái tổ dân phố đều rất là hào hứng, bởi vì thực tế ra mà nói là bắt cái camera an ninh thì nó rất là có lợi cho khu dân cư, bởi vì từ những cái chỗ mà họ bắt trong nhà nhưng mà khi mình vận động họ ra ngoài đường để camera ra ngoài đường thì cái đó họ cũng rất vui lòng, không có vấn đề gì hết trơn. Thì từ đó thì tôi thấy là từ cái camera an ninh từ trong nhà đưa ra ngoài nó rất là có cái tác dụng. Từ Tết đến bây giờ nói chung là khu vực này là hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra hết. Mô hình cụm gia đình liên kết lắp camera an ninh chỉ là một trong những mô hình hiệu quả được công an phường Thuận Phước xây dựng với đặc thù địa bàn rộng, trong đó nhiều khu dân cư tập trung đông đồng bào theo đạo. Lực lượng công an phường đã vận động người dân, đồng bào theo đạo tích cực tham gia các tổ bảo vệ, tổ đảm bảo an ninh cơ sở tại đây. Những tổ tuần tra như thế này đã được duy trì hàng ngày từ nhiều tháng nay. Và đây là lực lượng chính giúp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng ứng trực để đảm bảo an toàn cháy nổ vào các ngày chính lễ, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn nói riêng. Cùng với đó là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường nói chung. Bà con trong tổ đều là phấn khởi khi có cái đội
an ninh cơ sở thì rất tốt. Bà con tin tưởng vào cái đội cơ sở đã làm được nhiệm vụ trong tổ, đã hoàn không còn cái gì mất mát nữa, không có gì xảy ra trong tổ nữa. Nhân dân trong tổ công giáo này đều là chấp hành tốt những cái việc là cái chủ trương hợp hội thì bà con cũng là đầy đủ, và sống nề nếp thì hòa, bà con hòa đồng với nhau, được những cái gì mà có những gì cái tổ gì là bà con đều xuống nhau mà làm. Chẳng hạn như là có cái việc xảy ra đúng cản được bà con tới hào tới làm những cái việc rất tuyệt vời. Công an cũng là có mặt và thường xuyên là cứ nhắc nhở bà con là làm những điều tốt. Cái mô hình này thì theo tôi đánh giá là cái mô hình này rất tốt, tại vì nó đi sâu đi sát vào với bảo vệ trật tự an ninh cho khu dân cư, và cũng là một cái lực lượng mà cánh tay nó dài với là các với cho các đồng chí công an để làm thêm cái trật tự cho khu vực, và có thể là nắm bắt được gần gũi hơn với nhân dân, và nhất là những cái khu vực của mình là đa số là 99% là bên gọi là đạo, nên là họ rất cần muốn là đến gần gũi và là làm sát với nhân dân để tạo dựng ra niềm tin và là cái vững chắc cho khu phố. Đến thời điểm hiện tại, với sự vào cuộc chủ động quyết liệt của lực lượng công an phường, trong đó xác định việc huy động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân để người dân cùng đồng hành với lực lượng công an, giúp đỡ và ủng hộ trong các mặt công tác, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Thuận Phước đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống cho người dân. Đặc thù của phường Thuận Phước là địa bàn cũng thấy rất là phức tạp. Và tuy nhiên là với các trách nhiệm được giao thì lực lượng công an phường cũng đã tích cực tham mưu cho đảng ủy chính quyền bảo đảm tốt cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn của phường, không để xảy ra điểm nóng phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Người dân và dưới khu dân cư cũng thường xuyên sát cánh với công an phường, thường xuyên cung cấp nhiều thông tin và nhiều cái biện pháp để hỗ trợ cho cái lực lượng công an phường nói chung, và đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực và các tổ công tác của phường khi xuống công tác thì đều cho người dân tin tưởng, giúp đỡ, và qua cái việc giúp đỡ của người dân như vậy thì cái hiệu quả của công an phường trên hết trên địa bàn phường là hầu như là các vụ việc nghiêm trọng, các trọng án hoặc là vụ trộm cắp vặt trong thời gian qua là giảm hẳn, nhưng mà còn cái được hơn nữa là cái lòng tin và cái tình cảm của người dân dành cho công an phường. Khi lực lượng công an phường xuất hiện xuống dưới đấy, địa bàn khu dân cư đường tổ dân phố dưới đó thì bà con rất là quý vui, và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của lực lượng công an khi được phân công công tác về phường Thuận Phước là đem lại cái niềm tin của người dân tại dưới khu dân cư, và đối với người dân khi nhìn thấy lực lượng công an Thuận Phước là thấy như là người thân ở trong nhà, đó là điều quan trọng nhất.